Và sau đây mời quý vị trở lại phần tin Hoa Kỳ của chúng tôi. Phần tin được bảo trợ bởi Văn phòng bán vé bay Việt Nam Mega Tours. Công ty ChaCha POS là công ty chuyên về máy lấy thẻ thanh toán tiền tự động. Kính thưa quý vị, mở đầu cho phần tin Hoa Kỳ đêm nay là bản tin liên quan tới việc công tố Hoa Kỳ công bố chi tiết mới trong âm mưu của ông Trump để đảo ngược thất bại bầu cử. Trong văn bản tòa án công bố hôm thứ Tư, công tố Hoa Kỳ nói rằng ông Trump hành động bên ngoài phạm vi nhiệm vụ của ông trên cương vị tổng thống khi ông thúc ép giới chức tiểu bang và phó tổng thống Mike Pence lúc đó để tìm cách đảo ngược thất bại bầu cử năm 2020 của ông. Văn bản 165 trang có lẽ là cơ hội cuối cùng để phía công tố trình bày chi tiết cáo buộc dành cho ông Trump trước cuộc bầu cử vào tháng 11 tới đây, vì sẽ không mở phiên xử trước khi ông Trump đối diện phó tổng thống Harris. Văn bản này là để tiếp tục xét xử vụ đảo ngược bầu cử của ông Trump theo sau phán quyết hồi tháng 7 của tối cao pháp viện, trong đó tuyên bố các cựu tổng thống được miễn truy tố cho hành động chính thức của họ trong khi đương nhiệm. Phía công tố phối hợp với công tố viên đặc biệt là Jack Smith thuật lại hành vi của ông Trump theo sau cuộc bầu cử năm 2020. Phần lớn đã được công bố thông qua tin tức trên truyền thông, kết luận từ Ủy ban Hạ viện điều tra vụ bạo lực diễn địa Capitol hoặc cáo trạng của ông Smith trong vụ này. Nó bao gồm một cáo buộc được bộ nhân viên tòa Bạch Ốc nghe thấy là ông Trump nói với các thành viên gia đình rằng không thành vấn đề nếu thắng hay thua cuộc bầu cử, vẫn phải đấu tranh hết sức. Ông Trump không nhận 4 tội hình sự cáo buộc ông đồng lõa cản trở chứng nhận của bầu cử, lừa gạt Hoa Kỳ và can thiệp vào quyền bỏ phiếu. Phần lớn văn bản tập trung vào các cuộc tiếp xúc của ông Trump với phó tổng thống lúc đó, ông Mike Pence, người mà ông Trump cố gắng thúc ép sử dụng nhiệm vụ chính thức của ông ấy về giám sát bộ chứng nhận kết quả bầu cử nhằm đảo ngược thất bại của ông. Và có tin là Tổng thống Biden đến North Carolina và South Carolina khảo sát thiệt hại vì bão Helene. Tổng thống Biden vào hôm thứ Tư đến North Carolina và South Carolina để thị sát thiệt hại do bão Helene gây ra, cũng như nghe báo cáo về công việc hồi phục. Phó Tổng thống Harris đến Georgia để thị sát công việc ứng phó khẩn cấp ở đó. Tổng thống cho biết ông chấp thuận đề nghị từ Thống đốc North Carolina Roy Cooper về chính phủ liên bang sẽ chịu 100% chi phí dọn dẹp và bảo vệ khẩn cấp trong 6 tháng. Trong cuộc họp báo ở Raleigh, ông Biden nói rằng ông thông cảm với mọi người vừa trải qua mất mát không thể tưởng tượng nổi. Ông Biden trước tiên đến Greenville, South Carolina, nơi nhân viên điện lực và công chánh thành phố đang quét dọn đường phố và khôi phục điện. Ông lên phi cơ thị sát khu vực bị ảnh hưởng. Tổng thống và nhóm của ông bay ngang qua Asheville, North Carolina, một trong những nơi bị ảnh hưởng nặng nhất. Sau chuyến thị sát, Tổng thống cho biết phần lớn Asheville chìm trong nước. Trước khi ông đến, Tòa Bạch Ốc công bố điều động 1.000 quân nhân để hỗ trợ đưa lương thực, nước uống và hàng hóa thiết yếu khác đến các cộng đồng bị ảnh hưởng vì bão Hurricane. Và hôm thứ Hai, Tổng thống nói rằng 600 người vẫn chưa liên lạc được, trong khi công việc tìm kiếm người sống sót tiếp tục diễn ra. Tính đến ngày thứ Tư, có ít nhất 180 người thiệt mạng liên quan đến bão. Hàng ngàn người ở North Carolina vẫn chưa có nước gần một tuần sau bão Helene. Hàng chục ngàn cư dân North Carolina hôm thứ Tư vẫn chưa có nước 6 ngày sau khi bão Helene đổ bộ vào Florida, để lại cảnh hao tàn trên khắp khu vực Đông Nam Hoa Kỳ và làm hơn 160 người thiệt mạng. Trận bão mạnh nhấn chìm miền Tây của tiểu bang, phá hủy đường ống, làm hư hỏng nhà máy nước và gây mất điện. 200.000 trong số 1 triệu người ở miền Tây North Carolina hôm thứ Tư vẫn chưa có nước hoặc có áp lực nước rất thấp. Khoảng 1.200.000 gia đình và doanh nghiệp ở nhiều tiểu bang vẫn chưa có điện. Ở Asheville, hệ thống cấp nước thành phố cung cấp nước cho hơn 150.000 dân bị hư hỏng rất nặng nề. Nhiều cư dân được cảnh báo không có nước trong nhiều ngày hoặc thậm chí nhiều tuần trong thời gian sửa chữa đường ống. Những gia đình có nước được khuyến cáo hãy nấu sôi nước trước khi uống. Dòng người hôm thứ Tư đổ đến công viên Park Square Park, nơi thành phố phát lương thực và nước uống. Người dân ở North Carolina lấy nước từ nhiều nguồn khác nhau, tùy theo nơi mà họ sống. Ở các thành phố lớn, nước được cung cấp từ các nhà máy nước lớn. Trong khi ở khu vực hẻo lánh, một số cư dân sử dụng hệ thống khu dân cư nhỏ hoặc giếng riêng. Các điểm phân phát nước được lập ra tại nhiều địa điểm. Bão Helene đổ bộ vào Florida tối thứ Năm tuần trước với cường độ bão cấp 4 trước khi di chuyển đến khu vực Đông Nam, nơi lũ quét phá hủy nhà cửa và cuốn trôi nhiều nạn nhân. Thượng nghị sĩ Ken và đối thủ Cao Hùng đối diện trong cuộc tranh luận duy nhất trong cuộc chạy đua ghế Thượng viện Hoa Kỳ từ Virginia.
Thượng nghị sĩ Tim Kaine của Virginia và đối thủ Cao Hùng tranh luận về các vấn đề từ di trú trái phép cho đến thuế quan đối với hàng hóa ngoại quốc vào hôm thứ Tư trong cuộc tranh luận duy nhất trong cuộc vận động tranh cử của họ. Cuộc tranh luận tại Đại học tiểu bang Norfolk chủ yếu đi theo đường đứt gãy chính trị của đất nước, nhưng nó cũng bao gồm những vấn đề cộng hưởng ở Virginia và thành phố duyên hải Norfolk, nơi có căn cứ hải quân lớn nhất Hoa Kỳ. Ông Hùng là cựu quân nhân hải quân, chỉ trích quy định bắt buộc chích vaccine COVID đối với quân nhân và cuộc rút quân hỗn loạn khỏi Afghanistan khi được hỏi về việc quân đội gần đây không đạt được mục tiêu tuyển quân. Ông cũng chỉ trích nỗ lực đa dạng, bình đẳng và hòa nhập. Ông nói rằng khi dùng drag queen để tuyển tân binh cho hải quân thì đó không phải là người hải quân mong muốn. Những gì chúng ta cần là những nam giới và phụ nữ mạnh mẽ nhất, những người sẽ cống hiến hết mình. Đây là những người sẽ thắng cuộc chiến. Đáp lại, ông Ken, thành viên của Ủy ban Quân vụ Thượng viện, nói rằng than trách đa dạng, bình đẳng vào hòa bình, DEI, là để đánh lạc hướng sự chú ý, trong khi thách thức thực sự là thông báo cho công chúng Hoa Kỳ biết thêm về lợi ích của quân đội, khi chỉ có khoảng 1% dân số phục vụ trong lực lượng vũ trang. Một chủ đề khác là chuyện cựu Tổng thống Trump đề nghị tăng thêm thuế quan lên hàng hóa nhập cảng. Ông Hùng nhấn mạnh, những gì chúng ta cần làm là không đánh thuế các doanh nghiệp Hoa Kỳ, thay vào đó đánh thuế các nước khác đưa hàng hóa sang Hoa Kỳ. Trong khi đó, ông Ken chỉ trích đề nghị của ông Trump. Thống đốc Massachusetts đưa luật súng mới có hiệu lực ngay lập tức. Thống đốc Massachusetts Moran Haley hôm thứ Tư hành động để lập tức thi hành luật súng mới, trong đó truy quét súng tự chế, súng ma không có số series, cấm sở hữu bump stock và thiết bị quay cò súng, đồng thời bắt buộc người nộp đơn xin cấp phép súng phải hoàn thành khóa huấn luyện bắn đạn thật. Luật mới được chấp thuận hồi tháng 7 và chuẩn bị có hiệu lực vào cuối tháng này. Hành động của bà Haley cản trở nỗ lực của các nhà hoạt động quyền súng, những người hy vọng thu thập đủ chữ ký để đình chỉ luật trước khi nó có hiệu lực. Luật này cũng mở rộng luật báo động đỏ của tiểu bang để cảnh sát cũng như nhân viên y tế và giới chức trường học thông báo cho tòa án nếu họ nghĩ một người có súng trở thành mối nguy hiểm và cần tước súng của người đó ít nhất là tạm thời. Bà Haley nói rằng luật an toàn súng này cấm súng ma, củng cố lệnh bảo vệ rủi ro cao để ngăn súng rơi vào tay những người gây nguy hiểm cho bản thân họ hoặc người khác và đầu tư vào chương trình ngăn chặn bạo lực. Điều quan trọng là những biện pháp này phải có hiệu lực ngay, không trì hoãn. Các nhà vận động quyền súng gọi luật mới là cuộc tấn công nhắm vào nhân quyền, nói rằng đã đặt rào cản không cần thiết lên những người tuân thủ luật pháp muốn sở hữu súng. Các nhà hoạt động tìm cách đình chỉ luật cho đến khi cử tri có thể cân nhắc một trưng cầu dân ý tiềm năng vào năm 2026 để hủy bỏ luật. Để ngăn luật có hiệu lực, họ cần thu thập ít nhất là 49.716 chữ ký từ cử tri. Việc bà Haley quyết định đưa luật có hiệu lực ngay lập tức chặn đứng bất kỳ nỗ lực nào để tạm thời đình chỉ luật. Quý vị vừa theo dõi phần tin Hoa Kỳ. Sau một vài giải pháp giới thiệu các cơ sở thương mại, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị phần tin địa phương. Phần tin Hoa Kỳ được bảo trợ bởi Mango Tours, văn phòng chuyên bán vé máy bay về Việt Nam với giá rẻ nhất. Xin gọi 1-888-630-9658, sẽ có nhân viên đặt vé máy bay cho quý vị nhanh chóng và tiện lợi. Phần tin Hoa Kỳ cũng được bảo trợ bởi ChaCha POS, công ty chuyên về máy lấy thẻ thanh toán tiền tự động. Xin gọi cho bác thông 415-335-2000. Kết thúc phần tin Hoa Kỳ, chúng tôi xin tạm dừng bản tin trong giây lát và sẽ quay trở lại phần tin địa phương cùng các bản tin chính như sau. Ứng cử viên thị trưởng Mark Farrow không khai báo ông nợ gia đình ở San Francisco 675.000 đô la. Oakland sẽ cân nhắc gia hạn sử dụng hệ thống phát hiện nổ súng ShotSpotter. Chào mừng quý vị đến với Mango Tour, nơi quý vị đặt vé máy bay đi Việt Nam với giá rẻ nhất, nhanh chóng và dễ dàng. Mango Tours tự hào mang đến chất lượng phục vụ tốt nhất với hàng ngàn đánh giá 5 sao từ khách hàng, luôn sẵn sàng hỗ trợ mọi chuyến đi của quý vị, từ đặt vé, hủy vé hay giữ chỗ cho quý vị. Đặc biệt, Mango Tours luôn có những ưu đãi với giá vé rẻ nhất không thể cạnh tranh. Hãy gọi ngay số 1-888-630-9658 để được các nhân viên của Mango Tours tư vấn các chương trình khuyến mại tốt nhất cho quý vị. Quý vị nào là chủ nhà hàng, chủ tiệm nails, chủ cơ sở thương mại muốn cài đặt hệ thống máy lấy order, máy credit card, máy ATM, hãy tham khảo hệ thống máy lấy thẻ của anh Châu Bá Thông. Anh Châu Bá Thông hiện giờ có chương trình khuyến mại giá thấp và cho quý vị mượn máy lấy thẻ miễn phí và không cần hợp đồng. Anh Châu Bá Thông còn có máy POS, iPad, tablet, lấy order tại bàn, rất thích hợp cho nhà hàng và tiệm nails. Xin gọi Châu Bá Thông 415-335-2000 để biết thêm chi tiết và những ưu đãi. I'm Evan Lowe, and as your state assembly member these last 10 years, I fought for you. I fought the end of Roe, co-authoring a bill to protect reproductive freedom in California.
I fought crime, increasing protections for witnesses and funding for law enforcement. I fought gun violence with a bill that puts common sense limits on gun sales. And I fought for our future, working with parents and teachers to keep our schools from closing. Thank you, District 26, for fighting with me. Let's keep California moving forward.